các giáo viên ở Houston sử dụng Internet để kêu gọi đóng góp tiền mua đồ dùng học tập. Tin từ Houston, trong ngày tựu trường đầu tiên, các giáo viên ở Texas đã tận dụng mạng Internet để kêu gọi quyên góp hỗ trợ học sinh mua thêm sách vở, máy tính và khăn giấy để phục vụ cho việc học tập. Theo tờ Houston Chronicle đưa tin, một số các giáo viên đã đăng tin kêu gọi đóng góp trên những trang web từ thiện như là donorschoose.org hoặc là gofundme.com. Một giáo viên tại trường trung học KIPP Houston đã kêu gọi mọi người quyên góp 800 Mỹ Kim để mua thêm vật dụng y tế, khăn tay và xà bông cho các phòng thí nghiệm. Trong khi đó, một giáo viên khác đến từ Tây Nam Houston lại kêu gọi đóng góp tiền bạc để mua thêm sách vở cho học sinh. Tính cho tới thời điểm hiện tại, nữ giáo viên này đã nhận được hơn 500 Mỹ Kim tiền quyên góp. Trong một số trường hợp, các nhà quản trị đã khuyến khích các giáo viên tìm kiếm nguồn tài trợ, quyên góp cho những dự án hoặc là trang thiết bị không có trong ngân sách của quận.